Chào các bác, hôm nay bên shop em sẽ chia sẻ với các bác cái dòng kéo cắt cành trên cao. Thì kéo cắt cành trên cao, nếu như các bác mà đã quan tâm đến bên kênh của em thì các bác cũng biết rất nhiều mẫu. Nhưng với cái mẫu kéo 4 mét này ở thời điểm này thì rất thích hợp đối với những cái cây nhãn ở trên cao. Thì đây là cây nhãn nha em nhé. Em cũng sẽ thử luôn với chiếc kéo 4 mét này. Đấy, thì cái cách dùng rất chi là dễ. Một chiếc kéo mới mua về thì được khóa kéo như thế này. Đấy, các bác sẽ lưu ý cái cách mở khóa kéo này, mở ở đây nhé. Đấy, như vậy là mở ra được rồi. Còn cái chất ống của nó là chất ống nhôm hợp kim này. Hàng rất chi là chuẩn nhá. Đấy, bởi vì bên shop em rất chi là nhiều mẫu. Thì các bác mà quan tâm tới dòng nào thì các bác cứ alo trực tiếp để tham khảo những cái mẫu kéo. Sẽ rút ra như thế này nhá. Đây, một chiếc kéo là như thế này thì em chưa rút hết tầm đâu. Đây là em mới rút ở một cái phần phía dưới, còn cái lẫy này em chưa rút nhé. Nếu mà rút một cái lẫy này nữa thì được thêm một mét nữa. Nhưng với những cái cành nhãn này thì em chỉ cắt ở cái độ cao như thế này là thích hợp rồi. Để em xem cái ví dụ như là em nhìn em cành quả ở đây nhé. Một cái cây nhãn cao như thế này thì các bác lên sử dụng cái mẫu kéo này rất là thích hợp. Đây các bác này, đây là một chùm nhãn nhé, rất chi là đơn giản để có thể cắt được một chùm nhãn ở phía cao. Đấy, cắt xong thì có thể hạ từ từ xuống như thế này, giúp cho cái cành nhãn của các bác không bao giờ bị bầm dập. Đấy, em vừa thử một chùm nhá, bây giờ em sẽ thử một chùm nữa ở phía bên này nhé. Chiếc kéo hữu ích này thì nó giúp các bác giữ được những cái quả trên cao. Cái chỗ này thì em không nhìn rõ, không xem cây nhãn, thì em thì thời điểm ấy đang lắng thì em chỉ đứng ở những cái chỗ mát này để cắt thôi nhá. Đây là em đang chưa rút hết tầm của chiếc kéo 4 mét này đâu, em mới rút cái tầm này là độ 2 mét rưỡi. Đấy, cặp quả rất chi là dễ dàng này các bác này. Với chiếc kéo như thế này thì các bác có thể cắt một chùm nhãn nặng tới 2 kg, đơn giản nha các bác nhá. Còn ví dụ như phía trên ngọn như thế này thì các bác có thể rút chiếc kéo cho nó cao hết tầm ra lên đỉnh để cắt. Đấy thì em cũng vừa mới thử cái mẫu kéo này để gửi tới các bác. Thì bây giờ em cũng nói về chất liệu của nó nhé. Đây các bác, chùm nhãn của các bác chả lo bầm dập nữa vì đã có chiếc kéo cắt cành trên cao này rồi. Các bác chỉ cần đứng ở dưới gốc thôi nhé là đã có thể cắt được những cái chùm nhãn ở trên đỉnh ngọn. Thì đây là tất cả một cái dòng kéo 4 mét, một cái mẫu kéo mà ở thời điểm này các bác đang dùng để hái nhãn nhiều nhất. Đấy thì dùng xong nhé, các bác nhà mình lại rút vào như thế này. Chiếc kéo này sử dụng rất chi là dễ, chỉ cần các bác khi rút ra cho nó vào đúng khớp thôi. Đây, quay gần rồi đây. Đây là cái khớp lối của nó nhé, em chi tiết một chút này. Một chiếc kéo khi mà nó đã về cái phần khóa kéo nó như thế này, nó sẽ gập hết cái lưỡi phần kéo. Đây là cái phần gấp quả này. Lưỡi này là lưỡi chịu lực nha các bác nhé. Chất ống này là nhôm hợp kim nguyên bản đây các bác nhìn. Tất cả đều ống nhôm hợp kim. Và đặc biệt ở cái mẫu kéo 4 mét này thì nó sẽ có hai lẫy rút, khác hoàn toàn với cái kéo 3 mét. 3 mét thì nó chỉ có một lẫy rút thôi. Đấy, và khi cách rút nhá, các bác lưu ý này, rất nhiều bác khi mua kéo gọi điện lên cho em. Cái kéo của các bác khi rút lên, các bác phải bóp chặt cái cò này vào, bóp chặt cò này vào để đưa lên đưa xuống cho dễ này. Và khi mà nó cái kéo này nhá, ví dụ như cái lỗ khớp của nó ở đây, các bác phải cho đúng cái phần này nó vào trong cái lỗ khớp này thì chiếc kéo của các bác mới sử dụng mới được. Còn nếu như các bác để lưng chừng ở đây thì chiếc kéo của các bác không bao giờ sử dụng nhé. Các bác cho vào đây này. Đấy, các bác có thấy nó kêu tạch không ạ? Tất cả đều là phải kêu tạch một cái khi cái lưỡi còi nó lẩy ra như thế này thì chiếc kéo của các bác mới hoạt động này nhá. Khi mà cắt cành trên cao, các bác tùy thuộc theo các bác dùng theo từng lẫy. Đấy, với cái phần trên này thì các bác có thể rút ra 3-4 đoạn, mỗi đoạn dài 40 phân. Còn cái lẫy cuối cùng này thì bác dài được 1 mét nhé. Đấy thì sẽ tùy chỉnh. Một chiếc kéo 4 mét khi thu về thì nó là 1m8. Các bác nhận về nó sẽ nguyên bản như này, không cần phải lắp ráp gì cả. Về các bác chỉ bỏ ra là sử dụng được thôi. Còn lưỡi cưa, một chiếc kéo sẽ đi cùng theo một lưỡi cưa vô cùng là sắc bén. Thì các bác này, các bác có thể sử dụng cưa cành nhé. Ví dụ như một cái cành ở trên thân cây nhãn kìa, các bác có thể lắp lưỡi cưa vào cưa ở độ cao 3-4 mét. Đấy, còn và chiếc kéo này thu về là 1m8, các bác có thể sử dụng nó ở độ cao là 2m rưỡi, 3m, 3m rưỡi, tùy thuộc theo cái cây, cái cành của các bác cao hay thấp. Đấy, nó là một chiếc kéo rất đa năng và tiện lợi nhá.
Thì ở thời điểm này thì nhãn của các bác cũng đang chuẩn bị vào chín rồi. Các bác lên sắm một chiếc kéo như thế này, bởi vì bắc thang hay bắc ghế chèo rất chi là bất tiện. Đấy, nhiều khi mà sẩy chân một cái thì rất nguy hiểm. Thì có chiếc kéo cắt cành trên cao này thì sẽ giúp các bác vặt hết những cái cành ở độ cao nhé. Một chiếc kéo như thế này thì bên shop em sẽ gửi tới các bác giá bao ship. Các bác ở mọi miền Tổ quốc khi mà đã tham khảo mà đã đặt mua chiếc kéo này sẽ không mất tiền ship nhé. Em sẽ bao ship hoàn toàn. Đấy là nói thực sự về tất cả những cái dòng kéo cắt cành trên cao thì với cái dòng này là hữu ích nhất. Thì phương thức đặt hàng rất chi là dễ, cũng nhiều bác lớn tuổi rồi nhưng muốn tham khảo, muốn mua chiếc kéo cắt cành như thế này nhưng các bác chưa biết cách, các bác hãy alo trực tiếp tới bên em qua đầu số điện thoại là 0869054295. Đó là số điện thoại chính nhá. Em chuyên cung cấp về tất cả các mẫu kéo. Và khi gọi điện đến các bác muốn đặt hàng, các bác chỉ cần để lại địa chỉ, nơi các bác ở đâu thôi và số điện thoại của các bác đang dùng, thì em sẽ gửi chỉ 2-3 hôm là tới nhà các bác. Rất chi là đơn giản. Đấy, và giá thì sẽ bao ship hoàn toàn rồi. Thế một cái video ngắn thì em cũng vừa chi tiết về cái mẫu kéo cắt cành 4m. Đây là mẫu 4m nhé. Các bác muốn mua 3m, em có 3m. Và rất nhiều dòng để cho các bác lựa chọn khi các bác mà kết bạn vào Zalo để xem trước tất cả những cái mẫu của bên em. Vâng, thế chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở một cái video sau. Các bác mà quan tâm tới nhiều dòng kéo hơn, nhiều dụng cụ nông nghiệp hơn thì đừng quên ấn like chuông và đăng ký ủng hộ kênh nhé. Mỗi một video sẽ đăng tải một mẫu, một sản phẩm để các bác được tham khảo. Chào các bác, hẹn gặp lại các bác ạ.